Ờ, uh, xin chào tất cả các bạn Thì uh, ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tạo một cái văn bản mới Thì các bạn vào uh, tạo mới này Sau đó chúng ta chọn Google tài liệu thì có hai cái kiểu Nó là tài liệu chống và từ mẫu Đấy. Thế thì tài liệu chống chúng ta bấm vào Thì nó sẽ ra một cái văn bản trắng Đấy và chưa có tiêu đề Đấy và bạn có thể soạn thảo trên đây Thế còn nếu như mà mình uh, chọn từ mẫu Đấy thì rồi chúng ta sẽ có các cái mẫu sẵn và mình sẽ chọn cái mẫu đó. và chúng ta chọn cái tab chung này đây. Đấy, có rất nhiều các cái mẫu dành cho ví dụ ở đây là giáo dục. Đấy. Đấy, rồi là nói chung là nhiều mẫu. bạn có thể chọn bất kỳ cái mẫu nào mà phù hợp với lại cái, cái ý tưởng mà bạn đang định viết. Đó, ví dụ mình chọn một cái mẫu về báo cáo khoa học thì đây. Đó. đây đây là cái mẫu chúng ta có thể xem. Đấy. thế bây giờ à, mình sẽ chọn một cái mẫu là mẫu trắng đi tức là chưa có gì thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là các cái tính năng về soạn thảo văn bản bao gồm là đây các bạn thấy in đậm in nghiêng này đúng không rồi rồi là à, tô đậm à, tô tức là à, chú thích à, sáng màu vân vân ngoài ra thì các cái menu ở phía trên. Đây, chúng ta có thể thấy là các cái menu giống như là trên Microsoft Word rất là quen thuộc. Đấy. Thì đó chính là cách thức mà tạo ra một cái văn bản mới và các bạn cứ soạn thảo như bình thường. Và đặc biệt ở chỗ là chúng ta cái văn bản này là sẽ lưu được ở trên Google Drive, tức là trên mạng và khi cần chúng ta có thể truy xuất mọi lúc mọi nơi. Ở thì trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là một cái mẫu văn bản mà mình vừa mới tạo ra. đó. Thế thì đối với văn bản này có 3 chế độ làm việc. Thứ nhất là chế độ ở đây editing tức là chúng ta chỉnh sửa như thông thường. chế độ thứ hai là suggesting tức là chỉnh sửa văn bản và có những cái gợi ý ví dụ những cái văn bản tiếng Anh về ngữ pháp về cái từ. Ừ, tiếng Anh thế nào cho chuẩn đấy và chế độ thứ ba viewing như bạn đang xem đó là chỉ xem thôi mà không thể chỉnh sửa được đó thế như vậy đó chính là ba cái chế độ làm việc với một văn bản trên Google Docs ở trong phần tiếp theo này thì mình hướng dẫn các bạn cách thức chọn ngôn ngữ này ở đây chúng ta chọn menu file language và chọn cái ngôn ngữ mà chúng ta thường làm việc ví dụ tiếng Anh hay tiếng Việt thế còn trong mục Page setup chúng ta chọn xoay ngang xoay dọc tờ giấy này rồi kích cỡ của tờ giấy này rồi là màu sắc này đấy thì đó là một số các cái cài đặt mà chúng ta vẫn thường làm khi in ấn hay là soạn thảo đúng không ạ đấy. bây giờ để chèn một cái bảng vào trong cái tài liệu này chúng ta chọn insert table đấy. và chọn số hàng và số cột Tuy nhiên trước đó thì ta cần chọn cái nơi sẽ chèn cái bảng này vào Ở đây mình chèn vào đây Insert Table Chọn số hàng số cột 4 x 4 đi Và bạn sẽ nhập các thông tin vào cái bảng này Và định dạng cho bảng Những cái việc này thì nó rất đơn giản Rất là dễ sử dụng à, Thế thì ngoài ra mình muốn giới thiệu các bạn một tính năng đó là nhập văn bản bằng giọng nói đây là một tính năng hết sức hữu ích mà microsoft word cũng không thể thực hiện được một cách là hoàn hảo như là google docs Đấy. chúng ta cần chuẩn bị một cái mic sau đó bạn vào menu tool tiếp đó chúng ta chọn là voice typing tức là nhập liệu bằng giọng nói Nhập văn bản bằng giọng nói và chọn là tiếng Việt Đấy Và chúng ta nhấn click to speak Đấy. Đấy. Mình sẽ thử Đó Hoặc uh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đấy Bạn thấy là Nó nhập rất là nhanh Và rất chính xác Bởi vì Google là À, một cái bộ máy tìm kiếm và tổng hợp được giọng nói từ rất nhiều những người dùng tại Việt Nam cho nên là cái độ chính xác rất cao đấy, và chỉ có Google mới làm được việc này. Đấy, các bạn thấy rằng là à, đây là một tính năng mà tăng tốc với việc mà soạn thảo văn bản và chỉ việc nói mà thôi. Đấy. Thế Sau khi hoàn thành xong văn bản, chúng ta có thể chọn download as với các cái định dạng khác nhau để lưu về máy tính của mình đấy, thành một cái bản để chúng ta có thể in ấn đấy, mặc dù ngay trên đây bạn có thể in ấn được nhưng mà chúng ta có thể lưu về máy để à, lưu dự phòng trong trường hợp mà có thể gặp sự cố với lại google cái tài khoản google đây chúng ta lưu mình đã lưu về dưới dạng file pdf đấy, và chúng ta có thể ngồi trên máy nếu không có internet thì mình vẫn có thể là mở file xem được đấy, đấy là một số các tính năng mà mình thấy là nó hữu ích. Đấy. Thì ở những phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp những tính năng khác trên uh, Google uh, Docs hay Google Tài liệu để các bạn có thể làm việc uh, một cách uh, thoải mái. Thế trên uh, Google Docs thì có một tính năng đó là xem các cái phiên bản của cái tài liệu uh, theo thời gian. Đấy. Bạn chỉnh sửa văn bản thường xuyên đúng không? Nhưng mà bạn muốn uh, có thể là quay trở lại một cái phiên bản nào đó trong quá khứ chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ chúng ta vào menu file và chọn tới version history và chọn là see version history tức là xem các phiên bản trong lịch sử. Thì ở đây thì bạn chỉnh sửa bao nhiêu à, những gì, tức là ừ, theo thời gian thì nó sẽ hiển thị hết ở đây. Ở đây là vì văn bản của mình mới chỉnh sửa có một lần cho nên là nó mới đang à, có một cái à, phiên bản ở đây thôi còn nếu chúng ta chỉnh sửa nhiều lần thì nó sẽ hiển thị tất cả các phiên bản ở đây và bạn sẽ chọn thấy cái phiên bản nào mà bạn muốn quay trở về thì ở đây nó có cái thời gian uh, ngày tháng và cái uh, giờ chính xác thì để chúng ta biết để chúng ta quay trở về thì đây là một tính năng rất là hữu ích uh, tính năng quản lý phiên bản của tài liệu. À, chào các bạn, ở trong phần này mình sẽ tạo một văn bản theo một cái mẫu nào đó. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ chọn một cái mẫu Đấy, chọn mẫu văn bản có sẵn đây mình chọn mẫu này về thú cưng đây đó thì đây là cái một cái mẫu đã có sẵn và bạn có thể là chỉnh sửa các cái text ở trong này và giữ cái format của cái văn bản Đấy, bởi vì đây là những cái mẫu mà trông tương đối là đẹp thì mình có thể sửa tích đúng không ạ sửa tích thì đi và thay bằng cái đoạn tích của của mình Đấy thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn publish to the web tức là chuyển toàn bộ văn bản này thành một trang web thì chúng ta làm như nào đấy thì chúng, các bạn có thể vào menu file và chọn publish to the web và nhấn uh, publish đấy thì khi mà văn bản này biến thành một trang web thì người khác tất cả mọi người đều có thể xem đấy, chúng ta bấm publish đây ok thì nó cho mình một cái đường link đường link này chính là địa chỉ của một cái trang web đây ví dụ mình mở trình duyệt giả sử một cái người nào đó có thể uh, có được đường link này và bây giờ nhấn vào đây thì bạn sẽ nhìn thấy đây là một trang web chứ không phải là một cái văn bản dạng đọc uh, mà có thể chỉnh sửa được nữa. Đây là, đây là các bạn lưu ý đây là một trang web. Đấy và mọi người có thể xem được khi mà có cái đường link này. Đấy. Thì đấy là một cái tính năng rất là hay để chuyển văn bản thành trang web uh, ngay trên Google Docs. Thế nếu mà mình không muốn Uh, nữa thì mình có thể là sử dụng cái stop publishing tức là lúc đó là nó sẽ không chuyển thành trang web nữa và những người khác sẽ không xem được cái văn bản này ở dạng trang web. Các bạn lưu ý là khi public thì nó sẽ bị có thể là sẽ vỡ cái format, đấy, nó không còn ở cái dạng format ban đầu như này nữa. đấy Để chia sẻ văn bản này cho người khác xem, đọc hoặc sửa chúng ta nhấn vào share. Ở đây bạn cũng phải nhập email của cái người mà bạn muốn muốn chia sẻ và phân quyền, đây, quyền edit tức là được chỉnh sửa, rồi comment tức là được uh, không thể chỉnh sửa được chỉ có thể là uh, nhập nhận xét vào đấy thôi hoặc là can view tức là chỉ có xem thôi. Đấy. Thế còn ở trong mục advanced này thì chúng ta thấy có cái đường link và khi chúng ta bấm vào trên thay đổi thì chúng ta có thể thay đổi cái quyền À, thứ nhất là on public on the web tức là ai cũng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm google để có thể tìm được cái văn bản này và cái thứ hai on là anyone with the link tức là gì à, chỉ có những người nào có cái đường link chia sẻ thì mới có thể vào xem được mà không thể tìm kiếm công cộng trên công khai trên internet được đấy, đấy là hai sự khác nhau giữa hai cái lựa chọn thứ nhất và lựa chọn thứ hai lựa chọn thứ hai nó sẽ bảo mật hơn đấy, đấy Thế còn cái phần lựa chọn thứ ba là off tức là gì là không chia sẻ cho mọi người mà chỉ có một số người nhất định mới có thể xem được và những người đó chính là những người mà mình đã nhập địa chỉ email vào đấy thì đó chính là cái cách chia chia sẻ một văn bản. Đấy. đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy ở đây có một cái nút là nút uh, comment đấy comment ở đây thì uh, chúng ta bấm lại cái nút chia sẻ này và mình sẽ chọn cái uh, lấy cái đường link để chia sẻ Đấy. và tiếp đó bạn có thể thay đổi cái quyền đó là đây bạn nhìn ở dưới đây quyền đây có ba cái quyền thì nếu chúng ta chọn là can comment tức là mọi người uh, có thể là gì truy cập được vào cái văn bản này nhưng lại có chỉ có quyền duy nhất đó là quyền comment vào văn bản Đấy, thì comment tức là như nào đây là cái comment như này bạn mọi người có thể bấm vào đây và comment ở bên cạnh cái văn bản đấy đấy được chưa đấy, thì comment luôn vào đây đấy. thế còn ở trên màn hình thì chúng ta có thể là tác người ta những người, người khác bằng cách chúng ta dùng phím a còng sau đó là gõ email của người đó thì người đó sẽ được tác vào văn bản này để xem